vệ ngặt phải gặp đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử rã rời. Thành ra kẻ thiện, kẻ ác, kẻ hung, kẻ hiền nó hòa lẫn với nhau. Nếu mà vũ sổ một cái nó tiêu hết. Vì vậy bây giờ thành ra các vị thánh nhân, các tôn giáo ra đời, thành ra mới kéo dài thời gian để lọc, quay đầu hướng thiện bần tăng dắt dùm. Không có nói cái vụ mà sớm trễ. Chỉ nếu mà để, nếu để chờ sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Chừng nào nổ cái bùm chừng đó là thôi hết mong, bị sấm nổ gian thinh. Tôi thí dụ thêm, cũng như có cái đò nó đưa qua sông bên kia, và bên đây á, mình đang ở trong cảnh rộn ràng, binh đao khói lửa này nọ, chết chóc hùm beo tây tượng. Cái con thuyền của người ta nói 5 giờ đó, thuyền sẽ đưa những người nào muốn đi qua ở bên cái xứ Thanh Bình bên kia. Thành ra vậy có số người ta ý thức, ta đi xuống trước, mà đò đưa chạy, chưa chạy, thành ra phải đợi đò. Kẻ đi trước mấy tiếng đồng hồ, còn mình còn lê la đi chơi này nọ đâu đó, lê la chậm bước đường gió bụi. Sao bất chợt có ai nói đò người ta 5 giờ người ta đi đó, còn có chiến một đó nha, chiến chót nha. Đò chiều chiến chót rước toàn chân tu đó. Mày không đi ở bên đây đó là mọi thảm cảnh, mày chết kế bên đó. Hùm beo tây tượng chật sẵn rồi, chiến tranh tàn khốc, súng đạn nó làm cho phải chết. Nghe nói ý thức sợ quá, thật ra bắt đầu chạy lên bến đò, lúc đó đò chưa ra bến. Thật ra vì vậy lúc đó chưa tới 5 giờ, đò chưa nhổ neo. Ông xuống, ông nhảy xuống dưới đò, vậy là đó là kịp hay không? Thì vậy đò đưa ông qua bên kia, nhưng mà hỏi lại là hành lý của ông chuẩn bị nó ít hơn ta. Nhưng mà cũng được xuống cái đò qua bên, qua bờ bên kia hưởng một sự yên lặng, thanh bình tốt. Thì bây giờ cái cõi đời này Đức Thầy báo tin cho biết Hạ Nguyên nay đã hết đời. Nó hết đời nhưng mà còn mót thêm. Mót thêm làm gì? Thật ra mọi sự việc con người tạo ra, cảnh khổ, thế gian chiến tranh tàn khốc, đủ sự việc làm khổ nhau gây thành tội trạng, Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Vậy này chứ sao? Thì nó nào ngày tôi đó tới giờ thì dứt khoát là có khi là ăn cơm, có khi không ăn ngày nào, tết tết rồi ngày nào cũng vậy. Mà cũng đi chơi cũng đi cũng 2-3 năm mới bỏ 2 năm nay. Rồi như vậy thì xuống đây là nhờ cô hai chỉ, rồi bây giờ đó là theo làm như vậy đó. Chú thấy rồi tôi có thể nào mà lướt qua được không, đó là tu hành không hay là ra sao? Dạ, thứ mấy tên gì? Dạ thứ hai tên Hùng. Hùng, hai Hùng. Dạ. Nghe tên ông là biết sức mạnh lắm rồi. Ta gọi là anh Hùng. Dạ. Anh Hùng là loài cỏ đẹp nhất trong muôn loài cỏ. Hùng là loài thú mạnh nhất trong loài thú. Cái tên nó ảnh hưởng đến cái vận mạng của cái người được đặt tên. Dạ. Thật ra vậy hồi xưa cha mẹ sinh ra không có lựa tên khác mà lựa ông tên Hùng. Thật ra nếu ông mà dễ dùng ở ngoài đời cũng không thua ai. Thật ra giờ vô đạo thì cũng không thua ai luôn. Vì chữ Hùng là sức mạnh mà. Dạ. Mà sức mạnh của ông là phục vụ cái thời gian hồi xưa ở ngoài đời đó. Gọi là chơi cho liễu chán, qua chê cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời. Ai có gì mình có nấy. Còn giờ quay trở lại đạo thì tôi xin nói giống con dao vậy thôi. Nếu con dao mà nó lọt vô tay ăn cướp rồi đó là nó đấm, nó đâm, nó chém, nó giết hại người ta. Con dao đó là nó đoạn mạng người ta dữ lắm. Mà con dao nó quay vô trong chùa rồi con dao này sắc rau cải. Nhờ nó bén sắc rau cải, sắc tàu hũ. Hoặc giả là nó chạm rổ tượng Phật nó cũng có phước. Thật ra ở đây á, là do mình sử dụng. Thí dụ cái tâm của mình hồi đó nó lừng lẫy ngoài đời. Cái thân của mình nó gửi đi những cái nơi nghĩa là không thích hợp. Bây giờ mình điều nó lại vô trong cái phạm vi đạo đức. Rồi nó phục vụ trở lại cái chuyện phải tốt. Thì cái đó là do cái con người ý thức để thực hiện mà thôi. Thật ra vậy thì tôi sẽ nói ông nói tên Hùng là tôi thấy vậy là ông có sức mạnh đó. Sức mạnh về sự sống, về ý chí. Rồi có vợ con gì không? Dạ có. Mấy vợ mấy con? Là nói đạo ngày đó là hai đời vợ, mà đời vợ nào cũng cứ.
Giờ trước cứ bắt đầu đâu ở đâu cũng từ hôm tháng chạp tới tháng năm là thôi. À. Thôi mấy chứ giờ sau bây giờ mới tới bây giờ được đó là 4 đứa con. 3 gái có thằng trai 1. Rồi có định cưới thêm bà vợ thứ 3 không? Nghỉ cưới rồi. À, cái đó thành thật để hỏi. Dạ, thì để biết rõ gia đình, cứ thí dụ như hồi xưa mình cũng làm con người vậy thôi, trong đất nước rồi gặp thoáng ngang mà bữa nay ngồi chung nơi đây là thuộc có nghĩa là bạn thân lắm mới ngồi à, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chứ không phải cái chuyện mà vô duyên mà đối diện bất tương phùng đâu. Thì ông thật thần nói, ông thật thà ông nói, tôi cũng thật thà để trao đổi vậy thôi. À, ra vậy thì cái nghiệp duyên thế gian thì ông đã có vướng vô rồi, cái cảnh sống này nọ đâu đó nó cũng thuận chiều, rồi may mắn tới lui này nọ, cái cơ sở trị bệnh về cái thân rồi lại được cô thầy thuốc này, cô thủy này cũng có vài lời lành nói, rồi cô ông cũng ý thức. Cái ý thức đó không phải là do cô giáo huấn mà do cái hạt giống giác ngộ nó nằm trong đó sẵn rồi, bây giờ cô kia cổ chỉ cái ông đem ra ông xài. Cái đó là của ông chứ không phải là cái của cô kia. Cô kia chỉ trợ duyên vậy thôi. Thì ai cũng có cái hạt giống giác ngộ. Nhưng mà đôi khi mình cắt kỹ quá thì ra không đem ra xài. Giờ có người ta chỉ đem ra xài vậy đó. Thì giờ cái chuyện đời xin nói là ai cũng phải trải qua hết. Bị thế gian này ai là cái gì thì mình cũng là cái gì. Thật ra bây giờ may mắn mình lại đi vào trong lãnh vực mang tính chất đạo đức và hướng về tâm linh, và cái nẻo sống của mình và cái nẻo sống tâm linh này giờ phải về đâu. Thật ra khi mình bất chợt mình nghĩ đến cái tự nhiên nó hốt hoảng, nó giật mình. Hồi đó mình theo ngoài đời đó, mình làm cho nó đã nư rồi chết bỏ, chết là bỏ luôn. Rồi giờ coi lại chết không bỏ mà mang lấy cái nghiệp thiện và ác. Mà mình sống thế gian làm mọi sự việc đi không đúng theo đạo đức thì cái nghiệp ác nó nhiều quá. Rồi nghiệp ác đi về đâu? Thí dụ cái chú đó là du đản, cứ mãi cướp bóc lấy của người ta, chém đâm này nọ, gây khổ khó người khác, vi phạm luật pháp. Rồi chú mới nói tại tôi làm vậy, chừng nào ở tù thì ở tù với tôi không ngán nào. Vậy may mắn nếu mà ở tù rồi đó, xin nói thoát ra không được. Mà may mắn lại được người ta mới chỉ bài về cái quyền công dân, vi phạm luật thì sẽ bị hành phạt, còn trở thành người tốt thì người ta trưng dụng để làm mọi sự việc tốt đẹp sau này. Cái ý thức được rồi bắt đầu mới lập lại cuộc đời mới. Thật ra vì vậy, khi mình hồi đó dông rủi theo ngoài đời, bây giờ có được lời lành khuyên hãy gắn ghi cái mình quay trở lại Phật Pháp. Rồi mình mới nghĩ không biết hồi đó nhiều năm mình lăn xả ngoài đời làm mọi sự việc trái nghịch, bây giờ thấy không phải, giờ quay trở lại, rồi nó có kịp trong cái sự sống chết mình hay không, hay là nó có kịp được cái cuộc đời hạ nguân nay đã hết đời chưa. Thật ra lúc đó bắt đầu mình bôn chôn, mình sợ vậy là tự mình giải quyết không được. Thật ra đôi khi phải hỏi người này người nọ trong ngành nghề người ta đã tu lâu để xem coi mình có niềm tin chắc thật. Thật ra vậy giờ hồi xưa thì không giác ngộ, không biết con đường đi về đâu. Bây giờ đã giác ngộ rồi, đi trên con đường đó họ có kịp hay không? Xin nói như thế này. Thí dụ cái bàn tay của mình lật úp xuống thế này, mình lật cả mấy chục năm để thế này hoài, ta nói bàn tay nghịch. Bất chợt đó ai nói thế này, thôi giờ lật ngửa lên đi, lật ngửa bàn tay lên đi rồi người ta sẽ cho đồ quý. Thật ra vậy người ta vừa nói mình ý thức được bây giờ phải lật ngửa, thật ra lật lên đây thì trong phút chốc thì bàn tay mình trở nên bàn tay thuận, người ta mới để đồ lên. Còn nếu để đây hoài nó là vậy thôi. Thì bây giờ đó giờ mình đã nhiều năm sống theo cái sự đấu tranh ngoài đời,
cái tâm nó dông rủi này nọ đâu đó tính toán mọi sự việc, nhiều khi cũng có cái phải cái quấy này nọ, nó không có đồng nhất. Vì vậy bây giờ nghe Phật pháp, nghe anh em ta nhắc cái mình quay trở lại ý thức, thì con người của mình bắt đầu nó lạ, nó lạ. Thí dụ như ông ở trong nông trường sông Hậu, ở nhiều đời hoặc giả nhiều năm trong đó, bất chợt bây giờ ta nói trong đó sau này người ta đuổi hết dân tình không cho ở, thôi giờ ông định cư nơi khác đi, người ta nhắc cho ông vậy, bắt đầu ông làm đơn, ông xin sẽ làm công dân ở Thới An này, vì ở đây đây là cái đất nó bình yên tốt, thật ra ông làm lá đơn hợp lệ rồi cái bắt đầu làm buổi sáng buổi chiều ta chứng, thì ông sẽ trở thành người dân nơi đây, mặc dù ông ở trong kia lâu ngày quá, lâu năm quá, bây giờ ông quay trở lại đây thì ông trở thành công dân nơi đây. Hồi đó giờ mình là công dân phiêu bạc, không biết ở đâu chết rồi là mất, nhiều khi muốn định cư xuống địa ngục hay là ở cái cảnh xứ nào đó không biết. Bây giờ quá nhiên mình lại được ông Phật ông chỉ bài, mình làm dân Phật quốc để hưởng sự thái bình, thì cái chỗ tĩnh tâm đó thì bắt đầu mình trở thành người dân của một xứ tươi đẹp. Nhưng mà giờ còn đang làm thủ tục, còn đang tích trữ những cái phương tiện để sống cảnh giới đó. Tôi thí dụ thêm, cũng như có cái đò nó đưa qua sông bên kia, và bên đây á, mình đang ở trong cảnh rộn ràng, binh đao khói lửa này nọ, chết chóc hùm beo tây tượng. Cái con thuyền của người ta nói 5 giờ đó, thuyền sẽ đưa những người nào muốn đi qua ở bên cái xứ Thanh Bình bên kia. Thành ra vậy có số người ta ý thức ta đi xuống trước, mà đò đưa chạy, chưa chạy, thành ra phải đợi đò. Kẻ đi trước mấy tiếng đồng hồ, còn mình còn lê la đi chơi này nọ đâu đó, lê la chậm bước đường gió bụi. Sao bất chợt có ai nói đò người ta 5 giờ người ta đi đó, còn có chiến một đó nha, chiến chót nha. Đò chiều chiến chót rước toàn chân tu đó. Mày không đi ở bên đây đó là mọi thảm cảnh mày chết kế bên đó. Hùm beo tây tượng chật sẵn rồi, chiến tranh tàn khốc, súng đạn nó làm cho phải chết. Nghe nói ý thức sợ quá, thật ra bắt đầu chạy lên bến đò, lúc đó đò chưa ra bến. Thật ra vì vậy lúc đó chưa tới 5 giờ, đò chưa nhổ neo. Ông xuống, ông nhảy xuống dưới đò, vậy là đó là kịp hay không? Thì vậy đò đưa ông qua bên kia, nhưng mà hỏi lại là hành lý của ông chuẩn bị nó ít hơn ta. Nhưng mà cũng được xuống cái đò qua bên cái, qua bờ bên kia hưởng một sự yên lặng, thanh bình tốt. Thì bây giờ cái cõi đời này Đức Thầy báo tin cho biết Hạ Nguyên nay đã hết đời. Nó hết đời nhưng mà còn mót thêm. Mót thêm làm gì? Thật ra mọi sự việc con người tạo ra, cảnh khổ, thế gian chiến tranh tàn khốc, đủ sự việc làm khổ nhau gây thành tội trạng. Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng không ngồi, xót xa giả ngọc bồi hồi tâm trung. Trước đền mắt ngọc lị rưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần đó. Thật ra vậy thì Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu, nhưng may mắn là Minh Dương Ngài xin giờ thôi Phật nán lại một chút đi, để cho Phật và các vị Bồ Tát để cứu chúng sinh, rồi thời gian sau này hủy diệt cũng được. Thật ra đây là chúng ta gọi là, người ta nói gọi là xài ăn ủi, xài mót vậy thôi. Nó giống một ly nước vậy, nó có 3 tầng, tầng trên, tầng giữa, tầng dưới. Tầng trên nó có 3 phần, 3 phần đó người ta gọi là thượng nguyên, trung nguyên, thượng nguyên thượng, thượng nguyên trung, thượng nguyên hạ, là 3 phần ở trên cái ly á, nó trong dữ lắm, nhưng cũng phân ra 3 phần nhỏ trong một phần trên. Bây giờ 3 phần nhỏ của phần trên người ta uống tới phần giữa. Phần giữa tạm gọi đó là trung nguyên. Trung nguyên nó gồm có là trung nguyên thượng, trung nguyên trung, trung nguyên hạ. Mà 3 cái phần nhỏ của trung nguyên này cũng hết rồi. Nước nó giật xuống dưới này, xuống cái hạ nguyên này đó. Hạ nguyên cũng chia ra 3 chu kỳ là hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung, hạ nguyên hạ. Mà bây giờ đó là hạ nguyên hạ rồi. Đức Thầy khẳng định Hạ Nguyên đã hết đời, khẳng định nó hết rồi.
Nhưng đây là cái chuyện gọi là ân huệ trong giai đoạn cuối. Bây giờ nó đến Hạ Quan Hạ giống như ly nước, dưới này nó cặn bã, nhưng mà nó còn cái thể nước trong đó. Ông chủ nhà ông sắp sửa ông hất bỏ cho hủy diệt luôn. Nhưng mà có một ông kỹ sư quá chắc, ông nói thôi giờ anh đừng có hất, anh để cho tôi, nghĩa là lấy được một số nào trong đó. Bị ông là kỹ sư quá chắc mà, trong cái chất độc này có chất trong, thà ra vậy ông ngưng lại thời gian cho tôi đi. Thà ra cái ông kỹ sư quá chất, ông mới lấy một cái quá chất nào đó, thí dụ như chất phèn đi, ông bỏ trong đó quậy thì cái thể nước nào nó thấm được chất phèn nó trồi lên liền, nó bỏ cái thể độc, nó bỏ cái chất mà chất cặn bã, nó trồi lên. Khi nó trồi lên rồi ông kỹ sư ông hớt lấy phần trong đó đó, rồi phần độc đó chắc này lấy không nổi rồi, cái phần này cặn bã không đó, tôi trả cho ông đâu hất đâu hất. Thì cõi đời này cũng vậy, ngặt phải gặp đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử rã rời. Thành ra kẻ thiện kẻ ác, kẻ hung kẻ hiền nó hòa lẫn với nhau, nếu mà vũ sổ cái nó tiêu hết. Vì vậy bây giờ thành ra các vị thánh nhân các tôn giáo ra đời, thành ra mới kéo dài thời gian để lọc. Thí dụ Thiên Chúa thì Đức Chúa cũng sai các vị thánh hạ phàm xuống để cứu vớt chúng sinh. Bên cao đài tiên ông cũng vậy, cũng sai các vị tiên trưởng xuống đây để giác ngộ chúng sinh. Rồi đạo Phật cũng vậy, hay các tôn giáo nào cũng vậy, thị hiện xuống để làm mọi công tác để vớt lấy một số chúng sanh có cái duyên. Thành ra vậy, chúng sinh nào có duyên trồi lên, còn chúng sinh nào mà lặn xuống hoài sau này sẽ biết. Thì đó là cuối cùng phải trao trả cho định lực thừa trừ của nhân quả, rồi phải tiêu diệt hết. Thành ra vậy thì giờ mình may mắn lại được cái chất khoèn quá chất đó là giáo lý của Đức Phật Đức Thầy, nó thấm được nó trồi lên. Thà ra nó trồi lên, thà ra vì vậy Đức Thầy nó khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Bây giờ đang tìm con lành, nhưng mà dạy thì dạy khuyên những kẻ ngỗ ngang biết câu lục tự dìn đàn tứ ân. Thà ra vậy, nếu tĩnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đủ ra khỏi xa. Giờ phải ý thức xong rồi thì mình phải tiến tu, nghĩa là quay đầu trở lại. Nếu mà quay đầu hướng thiện bần tăng dắt giùm, không có nói cái vụ mà sớm trễ. Chỉ nếu để chờ sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Chừng nào nổ cái bùm chừng đó là thôi hết mà không, bị sấm nổ gian thinh. Thật ra mình tỉnh tu trước thời gian sấm nổ, mình có duyên mình được đăng ký vào trong hệ thống của nhà Phật con tiên, hé miệng cười rồi đâu có nói chịu trễ hay không. Nhưng mà công đức thì đôi khi mình thua mấy người đi trước, nhưng mình cũng hay hơn mấy người đi sau mình. Giống như là thì có cái mình hỏi lại coi chí bền của mình có bền nổi hay không. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải sa ngã nơi mộng ảo. Bây giờ mình phát tâm vô tu, và đầu tiên nhất là mình phải ăn chay, phận tu hành đạm bạc rau tương, rồi thấy cúng lại sớm chịu bình đẳng chế lời, rồi có tiền bố thí không đem cái công sức của mình đi làm từ thiện. Rồi cái tâm mình phát nguyện sau này về Phật, cứ yên tâm tín nguyện phụng hành, cái đó mới là cái thủ tục. Còn đàn này tu nó tu chứ tới đâu hay tới đó. Thì cái chuyện đó giống như lục bình trôi sông, không có cái động lực gì trơn rồi đâu được. Thì giờ thôi xin nói căn bản Phật Pháp thì đây là sự cứu vớt. Mình là người giác ngộ sao mà Phật Pháp không cứu vớt mình thì vậy cứu vớt cho ai? Mình giác ngộ tu, Phật Pháp không che chở, không cứu vớt, vậy là kiếm ai cứu vớt? Vậy giờ coi lại, bây giờ mình làm cái thủ tục để về Phật. Bây giờ đầu tiên nhất là có cúng lại không? Đạo ngày từ đó giờ chưa, mà đi từ hồi xuống cô hai tới giờ thì có. Không, bây giờ nói bây giờ chứ hồi xưa không nói, nó gạt bỏ đi. Nó thừa là cặn bã bỏ. Bây giờ có cúng lại ngày hai thời hay mấy thời? Ngày hai thời. Hai thời lặng lặng công phu em, bài nguyện thuộc hết em. Đúng, cái đó là muốn cho nên khuya sớm chuyên cần đó.
Rồi sau này mình hãy học hiểu trong cái bài cúng lại nói cái gì để mình làm theo, để nhắc nhở mình. Thì bây giờ đầu tiên nhất là phải có cái quỳ mộp. Bây giờ một xá một quỳ nữa sao ngự được liên trì muôn thu. Rồi vậy rồi ăn chay tháng mấy ngày? Thì nó nào ngày ăn chay thì tháng 4 bữa hả? Bây giờ còn đông 4 bữa. Dạ, thật ra vậy thì gần Tết rồi mà làm lai ra sợ Tết không đủ tiền trả nợ nữa. Rồi có tiền đâu mua dưa hấu để chân này nữa. Thật ra Tết rồi làm suốt ngày không đủ, tranh thủ làm ban đêm nữa mới được. À, thành ra vậy 4 ngày tôi thấy nó rẻ quá. Phải hơi mắc chút đi thì có lời ông ơi. Phần tu hành đàm bà rau tương. Lên 6 ngày, 10 ngày. À, thấy nếu thấy có trớn đi luôn thì chuyện đó bị gì? Bị hay coi kìa, người ta đang tiến, mình trù trừ lười biếng được sao? Mình hỏi lại người xung quanh của mình, ta tra giới nhiều quá, còn mình còn lững thững và chắc khó không được. Rồi giờ niệm Phật, có niệm Phật không? Niệm Phật thì có, chưa có. Niệm Phật công khóa là cúng rồi ngồi niệm Phật. Không, cái đó chưa. Còn niệm Phật theo cái người ta tu giỏi đó thì niệm Phật lúc nào cũng niệm luôn, nằm ngồi đi đứng niệm không buông. Niệm hoài, ít bớt nói câu chuyện, nhiều tiếng niệm Phật, Nam Mô Đà Phật. Dắt chân đi đâu dắt chân cái Nam Mô Đà Phật. Còn dắt chân còn liệu bậy thì này chưa êm. Bữa nào đi trật chân ha, có gì đó cái ý thức nó chưa kèm giữ được. Đi ra kia trật chân A Di Đà Phật là đó ngon, cái trong đó nó chứa hơi nhiều. À, rồi ăn chay niệm Phật. Rồi có làm từ thiện được không? Thì nào ngày từ thiện không làm cái gì là ở nhà vườn rồi lo làm gì ở nhà không à? Từ thiện có hai mặt, đem công sức ra để mình đóng góp xây dựng chuyện này chuyện nọ, cầu đường hay là nhà cửa bà con, cái đó là công sức. Còn đó làm từ thiện công sức, còn từ thiện về vật chất là có. Mình có tiền ta lại ta xin làm có. Gì mình cho đó cũng gọi là từ thiện chứ không phải bữa nào đi rong rong hết gọi từ thiện. Rồi con lớn lên nó có gánh vác được chuyện gia đình giúp đỡ đời không? Thì làm ngay cũng có, cũng nhờ con. Con lớn chưa? Gã cứ hết rồi. Ờ vậy là nó vừa lo nó mà chia sẻ nó. Cháu ngoại Út bây giờ nó học lớp 9 lớp 10 rồi. Vậy là nó đóng hụi chết cho ông lại đó. Bây giờ đó nuôi nó ông đóng cho nó nhiều quá rồi, giờ đóng lại. Rồi bà còn không? Còn nãy bà, nãy cô hai kêu đây thì phải bà đi ra. À, tu cầu gia đạo vuông tròn chồng hoài vợ thuận cháu con thảo hiền á. Thôi về mình rù rì với vợ này nọ đâu đó thôi bà ơi, tôi bà hồi đó sánh nhai gia trong cuộc đời, giờ thôi lo tu bà ơi. Nếu mà tôi tu sau này bà không tu bà đi ngã khác cũng buồn. Mà bà tu rồi bà đi cõi trên rồi tôi đi xuống cõi dưới cũng buồn. Thôi tôi với bà nắm tay nhau đi vào con đường đạo. Giờ tôi bà thôi giờ bà nấu đồ chay tôi ăn, bà ăn luôn. Chiều cúng lại, tôi cúng trước, bà cúng sau, hạnh phúc quá. Dạ cả nhà đồng tu. Thì cái đó là cái sự hạnh phúc, cái đó là cái kịp. Bây giờ tu, bữa nay tu mà mơ có chết cũng kịp. Sợ con cái mơ chết mà chưa tu không kịp. Ráng tu để mà chết, đừng để chết đến mà không có tu. Bây giờ lại biết quen cô hai này nữa là quý quá rồi. Một ngày làm bạn với sen còn hơn suốt kiếp làm quen với bèo. Giờ may mắn sao thì có bệnh hoạn lại đây trị liệu, rồi lại được cô hai nói vài câu đạo nó thấp, rồi nó đổi cả cuộc đời của mình, vậy là quý quá rồi. Nếu mà gặp những nơi khác, gặp những cái nơi ông lên bà xuống, những cái mê tín dị đoan, gặp mấy chỗ đấu tranh ngoài đời thì chuyện đó là nó vô phước rồi. Cái đó không có đúng theo chân lý. Lại đây thì trai giới này nọ, ăn chay niệm Phật làm lành đấy là phương pháp tồn sanh bớ người. Thì từ rải lên về nhà thì mình trở thành một người công dân mới, là công dân của Phật. Thật ra đi đứng nằm ngồi cái gì cũng là Phật hết đang. Hồi đó có uống rượu không? Có chứ. Bây giờ bỏ chưa? Từ từ cũng giảm bớt nhiều. Thôi bỏ luôn đi, giảm gì? Rồi có hút thuốc không? Bỏ luôn. Hả? Có hút thuốc không? Có. Rồi giờ bỏ chưa? Không liếu gì. Chưa. Không liếu gì. Thì tôi nói ông nghe, thí dụ mình ở dưới chân núi, mình tính định cư dưới hoài thì thôi. Còn nếu muốn leo núi đó
thì cái sức của mình cũng yếu rồi, thành ra thấy cái nào nó không cần thiết phải bỏ bớt đi. Không lẽ leo lên núi rồi vác đá vác cây lên chi cho nó mệt. Hồi đó mình theo ngoài đời thì mình này nọ đâu đó ai có gì mình có nấy. Bây giờ vô đạo rồi có ông thấy cái nào nó giúp đỡ cho chuyện phải mình được thì mình giữ, còn không phải mình bỏ chuyện cũng vậy thôi. Hồi đó giờ mình đi chơi, thí dụ mình quen bạn bè này nọ đâu đó du côn du đảng đủ thứ hết, mà giờ mình coi pháp luật, coi lý lịch mấy người này xấu, không lẽ mình chơi suốt đời hoài sao? Thôi loại bỏ bớt, không chơi mày nữa, tao kiếm bạn tốt tao chơi thôi. Không lẽ nói là thôi để lâu lâu tôi mới nghỉ chơi với nó, mà đàn này lâu lâu biết chừng nào, cứ mãi nó gây ra chuyện này chuyện nọ hoài. Thật ra những cái hồi xưa thí dụ uống rượu là chuyện thuốc tiêu dao bạn bè chơi, nhưng mà đôi khi nó sai xưa rồi nó gây thành bệnh hoạn đó này nọ, rồi giáo lý nhà Phật không chấp nhận nữa, biết bạn này không được thôi bỏ. Hút thuốc cũng vậy, hút vô nó tổn hại sức khỏe nọ thì giờ biết rồi thôi, cũng từ giá nữa. Ăn chay không bỏ ngủ được, chay ăn chay dược bỏ ngủ được. Dạ, đâu phải đợi thời gian được, cái nào phải dứt khoát. Cái tên hùng của ông đó không nói vụ từng tự, cái tên hùng là phải dũng mãnh rồi phải bỏ, phải dứt khoát. À bây giờ ông là cái người dân mới rồi đó, bây giờ đều thuộc về tân dân dân mới. À ra giờ ông tu cho một cho ta ngán, ráng tu quỷ khiếp thần khâm. Dạ ông tu cho cái người bạn bè ông ngán ông nữa, ông này thiệt tên hùng thiệt chứ. Bây giờ ông anh hùng hết biết rồi, ông đâu còn phải làm cái kiểu cách hồi xưa ăn chơi đủ thứ. Rồi ông tu rồi Phật trời gia hộ ông, rồi sau này ông đồng ba việc cực lạc một đàn luôn, không có phải ở nơi cảnh giới khổ khó nào. Thôi ráng cố gắng đi ông ơi. Cái đó cũng nói gì mà ngon, ông đáp về với thầy về để mà ông đợi mãi. Ủa nãy giờ cũng vậy hả? Xe ba xe giờ. Thôi thần thông anh ấy bay đi đợi gì không biết. Dạ.